Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn thực phẩm của thành phố do ông Trần Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã ra quân tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn quận Đống Đa. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở sản xuất bánh dẻo bánh nướng Bà Dần trên đường Trường Chinh, phường Khương Thượng cho thấy cơ sở sản xuất kinh doanh này cơ bản đều chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong khâu chế biến, đảm bảo giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã nhắc nhở cơ sở một số điều kiện bảo quản nguyên liệu đưa vào chế biến phải được đặt trong thùng có tem nhãn mác. Trong điều kiện diện tích chật hẹp, các nguyên liệu thực phẩm đang sơ chế phải được đặt trên giá kệ, tránh để dưới nền nhà. Mặc dù cơ sở có trang bị hệ thống lưới chắn côn trùng nhưng chưa đảm bảo, còn sử dụng bếp than trong khu chế biến thực phẩm bánh. Cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe cho người lao động. Đoàn kiểm tra đã đề nghị và giao cho quận Đống Đa xử lý, xử phạt hành chính cơ sở theo quy định. Thành phố năm nay là chỉ đạo là đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra một cách toàn diện từ thành phố, quận huyện và phường xã. Đồng thời là thanh tra kiểm tra vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, nhưng mà phải bảo đảm vấn đề phòng chống dịch COVID-19. Cùng với vấn đề này thì tăng cường đẩy mạnh vấn đề về xử phạt, đặc biệt về vấn đề liên quan đến điều kiện sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc và thông tin rộng rãi những cơ sở nào mà không đảm bảo để cho người dân cũng biết được các cơ sở để lựa chọn. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của thành phố đã bố trí các lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là những cơ sở sản xuất các sản phẩm bánh trung thu. Trong đó, tuyến quận có 2 đoàn kiểm tra liên ngành, tuyến phường có 21 đoàn kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã kiểm tra công tác tổ chức triển khai vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu đối với quận Đống Đa. Quận Đống Đa cũng đã vào cuộc triển khai bằng việc đã ban hành các kế hoạch, cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra, đã tổ chức triển khai đến 21 phường và thông tin rộng rãi. Nhìn chung, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng lấy một số mẫu nguyên liệu làm bánh để tiến hành xét nghiệm. Nếu phát hiện sản phẩm nào không đảm bảo chất lượng, cơ quan chức năng sẽ lập tức cho dừng lưu thông, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.